em muốn cái điều may mắn đó cũng đến với anh. Còn một ý nghĩa nữa, nhưng mà sau chương trình này nếu như có duyên thì em mời bạn nữ. Thôi bây giờ giới thiệu về mình đi. Dạ, xin giới thiệu với mọi người, em tên là Lê Khánh Toàn ạ. Em sinh năm 1986. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang ạ. Em làm nghề tự do và ngày trước thì em học công nghệ thông tin ra và là kỹ sư công nghệ thông tin. Thì bây giờ hiện tại đang làm chính là chủ yếu là SEO các tốt các từ khóa lên trên trang web của Google ạ. Khánh Toàn. Dạ vâng, Khánh Toàn ạ. Là bạn làm ở Khánh Hòa xong bạn vào đây bạn tham gia chương trình xong về Khánh Hòa luôn. Dạ vâng, có thể là chiều tối nay em sẽ quay lại. Còn nếu như đồng bạn bên kia bấm nút là mở ra vài bữa được không? Chắc là sẽ mời bạn ấy về nhà cùng luôn ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Chào em bạn. Tên là Nguyễn Thị Lệ Thủy. Em đến từ thành phố Nha Trang. Hiện em đang là kế toán doanh thu cho công ty Begas. Em 23 tuổi nhưng mà cách đây 10 năm rồi. Dễ thương quá. Ủa là ở ngoài Nha Trang luôn rồi cũng vô đây tham gia chương trình rồi về lại Nha Trang. Dạ đúng rồi, mới đến đây hồi sáng á. À bây giờ hai bạn hỏi thử coi mình có gần nhau không, đặng có mình có đi chung chuyến xe về chung không? Em đi xe nhà anh. Ồ, cho quá gian được không? Anh ơi, anh ở đường nào ạ? Mình ở bên gần bến du thuyền bên Hòn Sẹn đấy bạn ạ. Dạ, em cũng ở phía Bắc, em gần trường đại học Nha Trang anh. À, thế cũng gần mà. Dạ. Bạn gái bên kia hình như lớn hơn bằng trai tuổi á. Vậy là bạn sinh năm 85 hả? Đúng rồi, em sinh năm 85. 85, bên kia 86. Em thì là một người không mê tín, không quan trọng về cái vấn đề đó. Em quan trọng nhất là bạn ấy có một cái tư duy kinh doanh hoặc là hợp tuổi em. Sao bên kia tư duy kinh doanh rồi? Vậy khỏi hợp tuổi khỏe ha. Rồi, bây giờ giới thiệu cho nhau nghe một chút xíu về bản thân mình ha. Dạ, ưu điểm của em thì em là người biết chia sẻ, cảm thông với người khác. Em được đồng nghiệp và đánh giá là vui tính, năng động. Dạ, nhược điểm thì em khá là nóng tính, khó tính. Nói chuyện với em là phải rõ ràng, sắp xếp. Không có quanh co, mà nếu quanh co thì quay lại từ đầu sắp xếp. Trời ơi. Là sao? Sắp xếp từ ngữ rõ ràng, rành mạch, xếp hàng, xếp chữ. Nói mà lỡ có nội lộn, nói dấp gì thì làm ơn nói lại từ đầu. Dạ. Không ấy là tôi nóng tính là mệt đúng không? Trời ơi, vừa khó vừa nóng tính nữa cô gái bên kia. Em nghe em lo em. Có, hơi run anh ạ. Hơi run hả? Không sao đâu, anh lấy cái ưu điểm của em lắp lại anh. Em thì cũng là một người rất là rõ ràng về giờ giấc. Nên là em luôn luôn ưu tiên công việc là số 1. Lúc nào cũng công việc. Thế nên là đôi khi vì cái chuyện đó nên là em không có thời gian để chăm sóc bạn gái. Em thích chuẩn giờ và em cũng thích người khác chuẩn giờ với em. Rồi vậy hợp luôn rồi, khỏe. Quá hay luôn. Theo bạn thì một nửa yêu thương của bạn cần điều gì? Cao thì ngoại hình khoảng 1m53 trở lên thôi. Da trắng. Sao cười dữ vậy em? Mặc váy á. Em rất thích con gái mặc váy để năng động. Bạn ấy nhanh nhẹn một chút hoặc là tiếp người. Người ta ở trong này gọi là mignon. Nhanh nhưng mà chuẩn. Rồi. Mặt mày tóc tai sao em? Mặt mày tóc tai thì em thích con gái để tóc đuôi gà chị ạ. Dễ lấy thun buộc lên. Xăm mình cũng được nhưng mà xăm ít ít một chút thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng mà tức là nhìn nó năng động. Lấy thun buộc đuôi gà lên đi, dễ mà. Rồi bên đó đáp ứng được bao nhiêu phần trăm vậy? 80. Sao nói nghe chậm chạp quá vậy? Đuôi gà mà gà nó mắc mưa thì phải cắt bớt đuôi. Nó rối. Không sao chị ạ. Yêu cầu của mình về nhà trai đàng hoàng. Em không thích con trai da trắng. Em thấy con trai khỏe mạnh, đen đen một tí. Trời, đây đen dữ luôn. Đen thù lùi luôn. Quan trọng là bạn ấy quan tâm em. Tụi em quan tâm nhau, hết là đủ rồi. Từ ngoại hình. Đừng có cao hơn em nhiều quá, đi đâu cũng sắp cái ghế thì cũng mệt. Mình không cao đâu bạn ạ. Bên đây vừa thôi, không phải cao lắm, yên tâm. Còn gì nữa? Có tính quyết đoán. Tại vì em là người hay do dự cho nên em cần một người bạn trai hỗ trợ em trong tính quyết đoán. Bên đây người ta ưu tiên công việc số 1 thì chắc chắn ta sẽ quyết đoán. Cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Ở dơ. Chà, có khi nào quên làm việc mãi mê mà quên tắm quên rửa không? Có nha, cái vụ này chắc có chắc đó. Chắc có à. Em chào chị ạ. Lần cuối tắm là cách đây bao lâu? Cách đây 2 tiếng. À, được. Bao nhiêu lâu rồi không có một người, một mối tình thật sự, một người bạn gái thật sự? 4 năm rồi chị. Còn nếu mà lo bạn gái công việc không? Dạ vâng, em chủ yếu tập trung vào làm việc. Bây giờ công việc của mình đã ổn định chưa? Đến đây ngày hôm nay tức là trong người em phải trang bị cho mình đủ mọi thứ rồi thì em mới dám lên ạ. Vậy mình có cái yêu cầu gì hay cái điều gì mình không đặc biệt mình không thích ở cái người phụ nữ mà mình sẽ lấy làm vợ không? Em chỉ cần vợ em hiểu em, dễ chịu, dễ tính một tí là được. Rồi. Không quan trọng, nhưng phải trắng vậy ạ. Em thích trắng với thích màu váy. Tính như vậy. Váy thì em cứ việc mua váy cho người ta đều đều là tao có váy người ta mặc thôi. Có gì đâu. Tóm lại là bạn trai bên đây rất là chuẩn. Tôi sẽ xem đàn gái thế nào nha. Chào cô gái. Ô tóc đuôi. Váy có váy, trắng có trắng. Đuôi, không có đuôi. Dạ, cục đuôi. Dễ thương mà, tóc thế này nó đúng là phụ nữ hiện đại. Năng động đó, bên kia thích năng động. Đúng vậy. Theo em thì một người mà gọi là đầy đủ điều kiện lấy vợ thì cần có như thế nào? Anh ta phải sẵn sàng. Tại vì khi anh ta sẵn sàng, anh ta có thể vì vợ và làm tất cả. Phải có công việc đủ để lo cho gia đình. Đó, anh này đủ hết rồi. Và em cũng muốn
tụ với ảnh chứ em cũng không có thuộc cái tiếp người mà ở nhà xong rồi đợi chồng về có thể chu cấp hết mọi thứ. Em muốn phụ với ảnh. Không, nhìn em là biết một cô gái cá tính. Em có phải là người phụ nữ lãng mạn không? Dạ có. Ở thành phố biển Nha Trang cũng cần phải lãng mạn ha. Những buổi chiều mưa tắm biển, buổi sáng sớm bơi ngoài biển nhìn cá mập. Em ghét nhất cái tật xấu gì của đàn ông? Không chung thủy, hoặc là khi đã chia tay rồi nhưng mà vẫn còn lăng nhăng. Em gái mưa, chị gái mưa rồi. Thì chia tay người ta có quyền là... Không, em không thích, chia tay là chia tay luôn. Em nuôi? Không, không nuôi, nuôi dễ ăn lắm. Thôi, trời ơi. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân đi nè. Bây giờ em đi với ai nè? Em đến đây với bạn thân của em. Dạ em chào anh Quyền Tinh, Linh chào chị Cát Tường. Em là bạn thân của Thủy. Em thấy bạn này rất chín chắn, ok, cuộc sống có thể ổn định. Nhưng mà về cái quan tâm á, thì vì bạn đó đam mê với công việc nhiều quá thì em sợ cái mà quan tâm với lại bạn em thì nó sẽ không có được nhiều. Tại vì bạn em á, lãng mạn có, cá tính có, vui vẻ có, nhưng mà trong nội tâm thì rất là nội tâm. Mong anh dễ vỡ lắm, nói chung là hy vọng là bạn đừng có làm cho bạn em bị dễ vỡ thôi. Hai bạn cũng có duyên rồi thì chỉ mong là hai bạn có cái nợ để trả nhau. Rồi, em đi với ai? Em đi với anh chị của em ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Thật là tình cờ nhỉ. Đi suốt từ một quãng đường Nha Trang xong gặp nhau ở Nha Trang luôn đi. Hai người có một số điểm chung với nhau. Nhưng mà đây là buổi hẹn hò đầu tiên. Chắc là phải một con đường dài nữa. Các bạn sẽ nhận ra xem con đường mình đi tiếp tục khi nào. Và đi như nào thì chúng tôi sẽ hỗ trợ. Xin hết. Anh nói đúng đó, quan trọng là hai bạn thôi. Bây giờ chúng ta gặp nhau nha, để trò chuyện với nhau. Em có món quà tặng anh ạ. Lúc mua món quà này em không biết anh là người như thế nào, cũng không biết rồi mình sẽ như thế nào luôn. Nhưng mà khi mua món quà này em có nghĩ đến anh. Đây là một dây chuyền hình con voi. Con voi rất là may mắn. Em đã từng trải nghiệm con voi may mắn này rồi. Và em muốn cái điều may mắn đó cũng đến với anh. Còn một ý nghĩa nữa. Nhưng mà sau chương trình này nếu như có duyên thì em sẽ nói tiếp chứ. Bạn gái nói rất hay. Trước lúc đến đây bạn cũng không biết anh là ai, cũng không hình dung được người hôm nay mình gặp là ai. Có nghĩa là hôm nay các bạn như là duyên đến đấy. Trăm năm trước ta không hề gặp, trăm năm sau biết có gặp không, bây giờ mới gặp nơi đây. Hẹn hò, hò hẹn, ta về với nhau. Em có một bài hát đấy, muốn thay đổi không khí được không ạ? Anh đã chọn bài gì ạ? Cơn mưa tình yêu. Từng bước chân cuốn đi về mùa thu theo. Để nỗi buồn cứ mãi xa dần. Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh, giật mình nhớ tới anh. Hãy cho em anh nhé, và hãy cho nhau giấc lại. Nụ hôn như bất ngờ, ngọt ngào như vô tình. Yêu em ngàn lần hơn nữa. Một chút anh ngần ngơ, một phút em thân thơ. Đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng nhau. Em quên cái lời gì ạ? Thật em thì không phục lắm. Tôi nổi với óc lên luôn rồi nè. Đây là những giây phút mà tôi nghĩ rằng suốt cuộc đời các bạn sẽ nhớ mãi. Hai bạn về chỗ ngồi đi. Thủy đang làm cho công ty kế toán ở công ty nước ngoài hay là của Việt Nam? Dạ công ty nước ngoài. Công ty nước ngoài. Vâng. Chắc là biết tiếng Anh không? Dạ một chút. Ok rồi. Nhà Nha Trang luôn. Dạ. Ở đường Đoàn Trần Nghiệp ha. Ở đường Đoàn Trần Nghiệp. Dạ. Sao đi qua đấy nhiều không gặp lần nào? Nhà bạn trai đông anh em không? Nhà em có hai anh chị em. Nhà bạn gái chỉ có một mình bạn gái thôi đấy. Không phải khoe chứ, nếu như mà về làm rể nhà em á thì được cưng lắm. Em giống như bị ra rìa vậy. Ba má em quý rể. Làm rể được không? Em không quan trọng chuyện đấy chị ạ. Quan trọng là bố mẹ vợ em tôn trọng em, tôn trọng công việc của em. Nếu như gia đình nhà vợ mà có điều kiện thì chẳng có lý do thì mình không ok cả. Đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác. Công việc anh bận quá thì anh có thu xếp mà đi. Thực ra thì bận với từng người. Mình vẫn nói chơi với mấy đứa em làm cùng ấy là anh thì luôn luôn bận và rất bận, nhưng mà bận với từng người. Nếu như người đó thì quan trọng với đàn thì không muốn là bận nữa, mình phải dành thời gian. Nhưng mà một tuần thì nếu như ở gần như thế thì chắc là gặp nhau rất là nhiều. Tiền bạc thì cho vào tài khoản của vợ. Em cũng muốn có một người quản lý tài chính cho em, tại vì đôi khi em tiêu tiền nó cũng dữ lắm. Em anh có yên tâm, em quản lý tài chính tốt. Bây giờ thì thích đuôi gà hay là thích hỏng đuôi? Tức là em thích có một chút nữ tính thì có tóc ngang ngang vai hoặc là như thế nào. Mình cảm nhận về đối phương như thế nào? Em thấy Thủy chín chắn, là một cô gái cá tính nhưng mà lại trong đấy có một cái tiềm lực rất là mạnh. Đầu tiên thì thấy anh dễ mến. Em thấy anh cũng là một người biết quan tâm.
Một lần nữa, chúng ta hãy kiểm tra lại con tim của mình, xem nó rung động thật sự chưa, xem đối phương có phải là một nửa yêu thương mà mình sẽ tiếp tục để hẹn hò, để đi đến hôn nhân hay không. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Không, hãy nắm tay nhau. Ý nghĩa của nó nữa. Bạn gái vẫn còn một câu chuyện ý nghĩa để chia sẻ. Ý nghĩa thứ hai của cái món quà em tặng anh thì đó là cây dây chuyền đôi. Em muốn anh đeo nó cho em. Hay quá. Hai con người xa lạ, chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao, thậm chí họ đã từng gặp nhau ở Nha Trang rất nhiều lần, chưa bao giờ ánh mắt họ để ý nhau. Và ngày hôm nay vô tình họ gặp nhau và họ đeo cho nhau những cái món quà. Và tôi nghĩ rằng món quà đó nó sẽ trở thành hết sức là thiêng liêng trong cuộc đời của họ. Nắm tay nhau. Giờ giây phút rất là thiêng liêng, rất đẹp đôi đó hai bạn. Các bạn hãy dành một chút thời gian để đến cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng. Ở đó phim hay lắm, toàn là ngôn tình không à. Ở đó một không gian rất lãng mạn để ta nói những lời yêu nhau, để hiểu nhau nhiều hơn. Chúc xem phim đã rồi về nhé. Rồi về Nha Trang chung một chuyến xe nhé. Một Max TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Bana TV Việt Nam, được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Bana TV 50 inch sẽ có trong ngày đám cưới của các bạn, nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Gửi tặng hai bạn những phần quà của nhà tài trợ Zumanzel. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Chúc hạnh phúc nha. Nhớ gửi thiệp cho chúng tôi càng sớm càng tốt. Dễ thương quá. Hình như họ yêu nhau từ bao giờ? Hình như là họ gặp nhau từ kiếp trước. Và hình như là đám cưới của họ đang đến rất gần. Chúng tôi rất mong điều đó quý vị. Hạnh phúc bao giờ cũng vậy, phải cần sự kết nối. Và sự kết nối của chúng tôi ngày hôm nay đã thành công. Còn bây giờ thì sao? Thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Mặt em buồn thì nó thảm lắm anh. Bạn trai mình rất là cần cù chịu khó. Nghe giọng tôi là biết cần cù chịu khó này. Giặt giũ, nấu cơm, em nghĩ là hai người cùng làm, em nghĩ là rất là vui. Một mình làm cũng được, cũng vui vậy. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi. Em chào anh Trường Linh, chị Cát Tường và toàn thể các khán giả. Em tên là Trần Sơn Hải, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ thành phố Buôn thuộc tỉnh Đắk Lắk. Công việc hiện tại của em là lập trình viên ạ. Cuối tuần thì em có làm thêm bên mảng nhà hàng thì cưới nhóm trưởng ạ. Ở trên Đắk Lắk luôn hả em? Dạ không, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyến Linh ạ. Em tên là Trịnh Thị Hương, em đến từ Đắk Lắk ạ. Công việc hiện tại của em là cũng là lập trình viên. Em đang làm việc ở đâu? Dạ em đang làm tại công ty là FPT Software ạ. Có khi nào làm chung một cơ quan không ta? Anh làm ở đâu anh ơi? Anh làm ở công ty Sài Gòn Anh Điểm em. Đó là quận mấy anh? Anh làm ở bên quận 5. Chắc có biết á. Nhưng mà tạm thời chưa nhớ ra. Thôi mình giới thiệu cho anh nghe luôn về những ưu điểm, khuyết điểm của mình luôn. Đầu tiên là gọn gàng. Thứ hai đó là biết nấu ăn. Thứ ba là tự tin. Khuyết điểm của em thì nhiều lúc con nít, hơi con nít một tí. Hơi trẻ con. Dạ, con nít ham chơi. Thì con nít phải ham chơi thôi. Dạ, còn bạn Nam sao ạ? Ưu điểm của mình á thì mọi người đánh giá mình là vui vẻ, hòa đồng, rất là hài hước. Trong công việc thì mình rất là nhiệt tình. Mình biết nấu ăn, cũng thích nấu ăn. Nói chung là mình nghĩ là mình là một người mẫu con trai hiện đại. Có thể gọi là nam công gia chánh vậy á. Còn nhược điểm á, mình nghĩ mình là một người sống nặng tình cảm. Mình hay bị tình cảm chi phối công việc. Khi nào mình buồn á, thì khuôn mặt mình nhìn vào biết mình buồn à. Còn mình vui nhìn vô thì ai biết là mình đang vui. Thì rõ ràng luôn mà đúng không? Dạ, một khuôn mặt em mà buồn nhìn nó thảm lắm anh. Buồn nó thảm lắm. Bạn có sở thích gì? Dạ, hình như tất cả môn thể thao như đá banh, cầu lông, bơi lội thì em đều chơi ok ạ. Banh đũa rồi có chơi không? Dạ, banh đũa, bắn nhảy dây chắc là em không chơi ạ. Rồi, mình kể cho nhau nghe về tình trường của mình đi, em gái. Trong công việc thì môi trường thì có rất là nhiều nam. Nhưng mà nam thì những người cảm thấy là thấy hợp với mình đó. Thì tìm hiểu hồi thấy bạn ấy là hình như có người yêu rồi. Tìm những người lớn hơn thì họ có gia đình. Cuối cùng là em tìm hồi không thấy. Rồi em tìm đến đây luôn. Dạ đúng rồi. Rồi còn bạn trai thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì chỉ có một mối tình thôi ạ. Quen nhau hơn 4 năm ạ. Wow. Mới chia tay cái tay thì em nghĩ là hơn 1 năm. Cái lý do chia tay thì em nghĩ là do số còn sinh viên thì hai đứa suy nghĩ khác. Còn khi mà đã vô làm rồi thì mỗi người có một suy nghĩ. Quan điểm nó bắt đầu nó khác nhau ạ. Hai đứa quyết định dừng lại rồi hai đứa quyết định là làm bạn nhau ạ. Bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Hình tượng của em đó chính là Trịnh Thăng Bình. Oh.
Anh cũng thích chị Lâm Bình. Thôi là anh có thuộc bài nào của chị Lâm Bình không anh? À, đã lâu không gặp. Thôi hát đi, đừng nói nữa. Mày cho anh hát một đoạn ngắn đi. Nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chưa trăng, dấu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Và khi em cười nụ cười long lanh, con tim anh hạnh phúc rạng ngời, anh sẽ đến như bao lần để mình cùng tựa vào vai nhau. Ấn tượng của em về giọng hát của bạn trai như thế nào? Rất là tình cảm ạ. Tình cảm và mình cảm thấy có một cái sự là thật lòng. Bạn trai thì rất là kiểu như là cần cù chịu khó. Nghe giọng đó là biết cần cù chịu khó. Hay hay vậy ta. Nghe giọng cần cù chịu khó là cũng khó. Bây giờ mình nói tiếp về cái tiêu chuẩn đi. Bây giờ cụ thể thì em muốn người bạn trai mình như thế nào? Muốn bạn nam cao hơn mình thì lý tưởng đó là cao tầm 1m7. Khuôn mặt thì dễ nhìn, không cần đẹp trai đâu, em cần đẹp trai. Biết quan tâm chăm sóc. Tuy là công việc có khô khan nhưng mà mình hãy xây dựng cái mối quan hệ của mình cho nó thật là ngọt ngào một tí. Chút ha, đừng khô quá. Mẫu người nữa là biết san sẻ việc nhà. Em nghĩ mình là một người hiện đại, mình là con trai mà, thì có gì đâu mình phải không giúp đỡ bạn nữ giặt giũ, nấu cơm. Em nghĩ là hai người cùng làm, em nghĩ là rất là vui ạ. Dạ. Một mình làm cũng được, cũng vui vậy. Rồi cái chuẩn của mình thì sao? Mình thích người bạn gái như thế nào? Dạ em thì em thích mẫu người bạn gái phải hiền ạ. Em thích mẫu con gái hiền nhưng thật sự là người trước em quen á lại là cá tính mạnh mẽ. Em thích cái cảm giác là đi đâu đó thì hai đứa cùng nhau đi, có chuyện gì đó thì mình cùng chia sẻ với nhau. Đối với em thì em không muốn giữ bất cứ cái bí mật nào trong lòng á. Em muốn chia sẻ ra thì mình sẽ thoải mái hơn ạ. Em chào chị. Hồi nãy giờ em nghe thì em hình dung bạn nữ bên này là có cá tính không? Dạ, em nghĩ bạn hiền ạ. Hiền. Dạ. Thì thích mà cũng ngược hiền. Dạ, mà em... phải cá tính. Thường mấy người cá tính là mấy người đó không có được hiền. Cá tính là gì? Cá tường nè. Cá tính mà bà hiền dữ lắm. Đúng không? Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Không thích nhất thì em nghĩ là cách cư xử của mọi người xung quanh không xăm mình. Không xăm mình? Ủa xăm có một chút à? Dạ chút cũng được chị, không sao ạ. Xăm ngay chán nè. Dạ thôi. Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Em xác định quan điểm của em là em sẽ về quê lập nghiệp ạ. Năm em 26 tuổi thì về em quê là về đâu? Buôn Ma Thuột ạ. Buôn Ma Thuột. Tầm khoảng 28 tuổi. Em nghĩ lúc đó là độ tuổi mình còn năng động, mình còn sức sống và mình còn nhiều khuyết á. Thì em nghĩ lúc đó mình tập nghiệp về quê thì tốt hơn. Hơn một cái là hai bạn là cũng cùng quê. Dạ, nhưng mà không biết ta có chịu về quê không? Cái khó em nữa là hiện tại là gia đình em là đang có mình mẹ và nhà. Cái khó nhất theo bạn nữ là phải làm dâu á. Phải làm dâu. Làm dâu. Rồi, để chị hỏi thôi coi sao nha. Mình có làm dâu được không em? Dạ, được chị. Được phải không? Bạn có ý định sẽ về quê để mà sinh sống lập nghiệp không? Thật ra thì em rất là mong muốn có một cuộc sống nó bình yên ở ngoài quê. Rồi, vậy là yên rồi đó. Được rồi, nghe em trai. Dạ, nghe em thấy vui rồi. Ta có bài hát là Ta yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột. Ở đâu không quan trọng, ở đâu có tình yêu, có công việc là có sự yên bình, có hạnh phúc. Dạ. Em có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu ạ. Mấy bạn trong đồng nghiệp nói là hơi bựa. Hơi bựa hả? Nãy giờ có thấy bựa gì đâu. Quá, mày đâu có bựa gì đâu. Giả sử có một bạn nam mới vô một cái, rồi em cũng bắt chuyện nói hồi xong và nói chuyện hồi em bảo là anh ơi em thấy nóng quá em cởi áo ra đây. nhưng mà em đâu có ý gì đâu, em bảo em cởi áo khoác thôi mà. Đấy, vậy thôi ạ. Không sao đâu, đó cũng được. Em ghét gì tật xấu của người đàn ông? Con trai thì em không thích hút thuốc, chơi game và thức khuya quá. Em trai có dạ em thì không hút thuốc ạ, không uống rượu ạ. Có chơi game không? Dạ game thì em không chơi ạ. Dạ công nghệ thông tin nhưng em là không chơi game ạ. Có sống ảo không? Dạ sống ảo, nghĩa là lâu lâu đi chơi thì mình cũng chụp tấm cho người ta biết mình còn tồn tại ạ. Được rồi, bạn trai đây cũng rất là năng động, dễ thương ha. Cùng nhau về bạn quê gái được. Này cũng dễ thương, nói chung là thấy hai bạn hợp đấy. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ em đi với bạn của em ạ. Em đi với bạn rồi, cho chị gặp với bạn của dạ. Em nha. Xin chào mọi người, em chào Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Em chào là Hiền, bạn của Hương ạ. Em thấy thì anh bên này thì tương đối hợp với Hương đấy ạ. Quen Hương lâu rồi á. Hương thì cũng tương đối nội tâm nên là nếu mà hai người mà bắt đầu hẹn hò thì tâm sự và chia sẻ với nhau thì sẽ hiểu nhau hơn ạ. Và em hy vọng hai bạn có thể hẹn hò với nhau. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với mấy anh chị đồng nghiệp ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và em chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Dạ, xin hỏi bạn Hương em bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 93. 93. Tại vì nãy giờ chị không nghe tuổi nên là chị sợ, tại vì Hải nó chỉ thích người nhỏ tuổi hơn mình. Nên là nếu mà 93 là quá hợp rồi. Thì hiện tại là em đang có một cái duyên ở đây rồi. Thì chị mong là hai em có thể tạo được cái phận với nhau.
Bây giờ chúng ta sẽ chính thức gặp nhau, trò chuyện trong ít phút để chúng ta tìm hiểu nhau và quyết định. Kéo màn lên. Rồi, anh có hoa tặng em. Dạ, tặng anh. Dạ, em muốn tặng anh một chậu hoa hồng, nhằm chậu xương rồng ạ. Okay, cảm ơn. Ý nghĩa của chậu xương rồng đó là anh hãy đến và mang em đi. Và hy vọng là cái chuyện chúng ta gặp nhau ở đây như thế này thì chúng ta đã có duyên với nhau. Thì em hy vọng là anh sẽ đến và mang em đi. À, ok. Yeah. Em có cảm nhận như thế nào về khi thấy anh? Em rất là run. Không, anh cũng run mà. Anh cũng hồi đó lắm. Anh tự tin mình là người nhiệt tình hoạt bát, vui vẻ. Nhưng gặp em anh cũng run thật. Dự định của anh ấy là 2 năm anh về lại Buôn Ma Thuột. Thì anh định làm gì đó? Thật sự thì nếu em hỏi anh là công việc ổn định hay chưa, anh đã nói là ừ, nếu vào đây anh đảm bảo mình sẽ ổn định rồi. Yeah. Còn nếu bảo về quê thì anh nghĩ là mình đã có dự định cho mình tương lai rồi. Nhưng bảo có ổn định hay chưa anh nghĩ là mình còn cố gắng nhiều. Vậy là anh đã lập ra kế hoạch và các bước để thực hiện. Anh đã chọn cái hướng đi mình về quê rồi. Em cũng đi về quê hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em cũng không thích cuộc sống nó xô bồ quá. Em đến đây là em để trải nghiệm. Hiện tại thì nhà anh có 5 chị em. Anh ở Úc rồi. Dạ. 4 anh chị kia đã có gia đình hết rồi. Hiện tại là mẹ em ở Úc mình cũng 3 năm nay rồi. Anh nghe nói em chấp nhận làm dâu anh rất là vui rồi. Rất là vui. Còn một điều nữa, em hôm nãy quên giới thiệu thì em quê gốc em ở Lạng Sơn và em là người Tày ấy. Thì không biết là anh có cảm anh nghĩ là dân tộc thì anh không quan trọng lắm đâu. Dạ. Thế đấy thì em yên tâm rồi, tại vì đối với em thì em rất là tự tin về điều đó. Anh nghĩ là cũng đâu có sao đâu ta, sau này mình có nhiều ưu đãi mà. Vừa rồi hoa hậu Hoàng Vũ là người Đắk Lắk đem. Gần nhà anh em. Cách nhà anh có 20 cây thôi. Vài hôm đưa cô đi thi luôn đi. Bây giờ chị hỏi nè, bây giờ là hai bạn tính cái kế hoạch đám cưới là thí dụ như em đã lập đã sẵn kế hoạch là 2 năm là về quê. Và em có định trước là mình sẽ đám cưới trước khi về quê hay sau khi về quê không? Em nghĩ là về quê thì mình mới có thể lập gia đình được ạ. Nay bạn trai hát rồi, bạn gái hát cho bạn trai nghe đi. Em sẽ hát bài Ánh Nắng của em ạ. Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng em một mình nơi đây. Những phút giây em mong đến tình yêu ấy, giờ đây là anh, người em sẽ mãi không quên. Hãy nắm tay nhau. Đấy. Rồi chúng ta có 30 giây, hãy nhìn nhau, nhắm mắt lại. Mỗi người nói một câu thôi. Anh nghĩ là tới đây thì gặp em thì anh nghĩ cũng rất là vui khi mình cùng quê. Yeah. Anh rất muốn gặp người cùng quê. Yeah. Thì anh nghĩ là hiện tại anh cũng có cảm tình với em. Yeah. Thì quyền lựa chọn lại thuộc về em thôi. Yeah. Chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau, cảm nhận về nhau, nhìn thẳng vào nhau. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất chúng ta đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Không phải bấm nút chỉ để làm bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha, rất nhiều người đang theo dõi cái quyết định của chúng ta. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Nào, chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau ta cùng về Buôn Ma Thuột. Dễ thương, dễ thương lắm, rất xứng đôi. Có lẽ hai bạn đều có một chút xao xuyến và rung động về nhau rồi. Nhìn hình ảnh hai bạn chúng tôi rất là thích, vui và rất hạnh phúc khi thể hiện lên hai mặt đó. Chúng ta hình như đã thuộc về nhau rồi đấy. Dạ, em ở huyện Phù Mỹ. Phù Mỹ hả? Dạ. Rồi, mình vào đây mình ở với ai? Dạ, em vào đây một mình, em ở với bạn thời đại học của em. Ở trọ ha? Dạ. Đồng Nai thì về thành phố Thủ Đức cũng không xa. Dạ. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ. Ưu điểm của mình là gì mà nhà trai? Dạ. Đang hồi hộp quá hả? Nói khuyết điểm trước đi. Khuyết điểm rồi. Dạ, khuyết điểm của em là ít nói chuyện với người lạ. Với lại là ưu điểm là biết nói với người lạ hả? Là ít nói chuyện với người lạ. Ưu điểm là ít nói chuyện với người lạ. Khuyết điểm là ít nói chuyện với người lạ. Còn ưu điểm đó là hát khá hay, là học rất giỏi, được nhiều học bổng và giấy khen của trường đại học. Hát khá hay là phải vui đó. Dạ. Mình hát liền cái cho không khí nó đỡ.
em sẽ hát bài Cầu Vồng Tình Yêu ạ. Mùa đông sang ra bốc, những cơn mưa vẫn tuôn, cầm lên bàn tay. Cho nở chút đỡ rồi họp hát cho nó hay hơn nha. Dạ. Mời nhà gái. Mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình em. Dạ, về ưu điểm thì em là một người khá là hòa đồng, thân thiện, có trách nhiệm trong cuộc sống lẫn công việc. Ngoài ra thì em còn biết nấu ăn và nấu khá là ngon. Các món mà đối với em thì nấu ngon là như là món lẩu, nấu bún, phở. Còn cơm thì em cũng nấu bình thường thôi ạ. Dạ. Về khuyết điểm thì em là một người khá rụt rè trước đám đông. Ngoài ra thì em còn... Rụt quá nhớ hết hả? Dạ. Bên kia cũng hồi hộp, bên đây cũng hồi hộp nữa ha. Dạ. Mình có mấy mối tình rồi anh hai? Dạ, em trước giờ chỉ có yêu đơn phương thôi, nhưng mà yêu đơn phương thì khoảng 10 mối tình. Hồi lộn. Hả? Yêu đơn phương khoảng 10 người trở lên. Là... Yêu đơn phương cỡ 10 người trở lên luôn. Dạ. Là 10 mối đó. Dạ. Chào em. Dạ, chào chị ạ. Yêu đơn phương thì bạn yêu tới 10 người nào? Dạ, người ta xin với tốt của em là em thích. Là yêu liền. Mà sao không nói gì người ta ha? Là... Trong 10 người đó không người nào em có thể nói được hay sao? Dạ, mấy mối tình gần đây thì em cũng có tỏ tình với người ta, nhưng mà mối tình gần đây nhất thì người ta im lặng không nói. Với mối tình trước thì người ta nói là không hợp. Mình tỏ tình ta, cái ta nói liền là không hợp luôn. Vậy hả? Em chắc đạt kỷ lục yêu đơn phương. Đúng rồi đó, ta đơn phương một người thôi. Làm đơn phương nguyên một series 10 người luôn. Rồi thí dụ mà bây giờ mình đơn phương người thứ nhất, cái qua tới đơn phương người thứ hai thì người thứ nhất là mình còn đơn phương không? Thì có thể còn. Là bây giờ 10 người đó là em đơn hiện tại là không, hiện tại là hết luôn. Hiện tại là hết luôn rồi đúng không? Dạ. Có cái thời điểm nào mà em đơn phương một lúc 10 người đó luôn không? Không, cùng lúc thì cùng lắm là hai người thôi chứ. Cùng lúc là đơn phương. Yêu đơn phương cùng lúc hai người. Người ta gọi là ngoại tình đơn phương. Không, người kia có tình cảm với mình thì mình với gọi là có trách nhiệm, hoặc là mình cảm thấy đối phương là mình mới cũng là mình cũng có hy vọng nhất định thì mình mới còn cái này. Đôi khi yêu đơn phương cũng cần sự chung thủy. Nhiều khi người ta thấy em đơn phương nhiều quá, người ta không thích em. Đôi khi ta bắt sao mình gọi là ta bắt gặp là cái sự đơn phương nó nhiều người quá. Giờ ví dụ như lỡ một trong 10 người đó mà người ta suy nghĩ lại, người ta quay lại, người ta gật đầu với em rồi sao? Không đồng ý. Em không đồng ý. Giờ là mình chảnh lên rồi đúng không? Đúng rồi, người ta không đồng ý mình trước thì mình không đồng ý người ta sau. Thì yêu đơn phương kiểu là thích thôi, người ta kiểu vậy. Vậy hả? Dạ. Mà hỏi thiệt là giờ là không có còn thương người ta còn nữa đơn. Đúng không? Dạ. Còn đơn ai không? Còn đơn phương ai không? Không còn đúng không? Thiệt không? Thiệt. Phải chắc chắn nha, lên chương trình này là phải nói thiệt đó. Dạ. Chứ để rồi tôi gả bên kia qua, xong rồi cái một trong 10 người kia kêu bây giờ anh ơi, giờ em thương anh rồi, cái là tôi chết luôn á. Thật ra không có đâu. Dạ. Yêu đơn phương có ai đâu biết, cũng khai đâu yêu đơn phương. Yêu đơn phương nó tại tính em thật thà. Thật thà đó. Dạ. Đúng là có đơn thật thà đó. Rồi yêu đơn phương yêu lúc hai người. Yêu đơn phương cũng có chuyện bắt cá hai tay nữa. Ủa anh Quyền Linh chọc em kia à? Nói em không đúng, giờ anh lại nói vậy à? Là sao làm luật sư mà nãy giờ cãi không lại vậy? Ủa nãy giờ anh cãi không chứ đâu có cãi gì đâu. Hả à, sao mình làm về luật mà nãy giờ mình không chịu cãi. Cãi cho nó lại người ta, cho nó hợp tình, hợp lý người ta. Cãi thì mình thắng thì mình cũng không có được gì, cho nên là mình nói chuyện bình thường thôi. Hay quá. Cãi cũng mời anh thôi. Cãi luật rừng thì ra nãy giờ là ghẹo em chơi thôi, để coi. Dạ. Coi em có cái
cái phản xạ của cái người luật, tại vì chị chưa thấy ai làm luật mà ngồi trên đây hết á. Tại vì chị mới làm chương trình này thôi nên chị chưa có tiếp xúc với ai là luật sư mà ngồi trên đây hết, cho nên là chị cũng muốn coi luật sư cãi lại chị không. Có anh luật sư này nè. Chị cãi lại anh được. Em chúc chị cãi phiên. Chị có yêu Phương cái chục mối không? Dạ, chương trình cắt không được. Mình coi kia mình nói. Bên đây bao nhiêu mối tình rồi? Dạ. Để chị nghe bên kia 10 mối đơn phương, chị hết hồn, chị phải bay qua liền á. Dạ, đến hiện tại thì em chưa có mối tình nào chính thức hết ạ. Trời ơi, chưa chính thức mối nào. Dạ. Vậy có mối nào đơn phương không? Dạ, không ạ. Vậy chứ cái mối nào mà không chính thức? Thì là mình tìm hiểu nhưng mà không được thì mình sẽ không đến tiến tới một cái mối quan hệ chính thức. À. Dạ. Không hợp là thôi luôn. Dạ, ha. Đúng rồi. Rất rõ ràng. Vậy bây giờ em hãy cho chị biết là cái tiêu chí để chọn cái người bạn trai của em là gì? Dạ, tiêu chí chọn bạn trai của em thì về ngoại hình thì em muốn anh ấy cao hơn em một tí. Cười duyên một xíu. Dạ. Dạ. Có duyên lắm. Dạ. Thì về tính cách thì em thích một bạn nam là thật thà. Thật thà, ta làm luật mà, có sao ta nói vậy ta. Biết có tính cầu tiến trong công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra thì luôn quá hả? Dạ. Gì nữa, từ từ bình tĩnh nói cho chị Lan nghe chứ, để lỡ có cái tiêu chí nào đó mà mình chưa kịp nói mất công nữa. Dạ. Em không thích cái kiểu người như thế nào? Em không thích thì là mẫu bạn nam là gia trưởng, bạo lực và không chung thủy. Trời ơi, nó sợ lắm ta, cái tưởng tượng ông nào cũng bạo lực. Gia trưởng, không chung thủy. Bên đây thì đơn phương là không chung thủy rồi đó. Mỗi về ông đừng có gì, xui lắm mới gặp ông đó đó. Bên đây thì mỗi lần mà mâu thuẫn là không có bạo lực đâu, mà là nói. Nói à. Lấy luật ra để nói. Em cũng có luật của em nữa. No. Nói lại. Nghe chưa? Dạ. Có những luật đó mới mệt đó nha. Luật cái luật riêng đó. Bên đây hơi bị đàng hoàng. Đơn phương mà tới 10 người là coi như luật gồng lắm rồi đó. Một trường hợp đặc biệt mà tôi sẽ nhớ mãi, để ý trường hợp này. Đó, người ta yêu cầu vậy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm vậy? Dạ, em thấy chưa có cái tiêu chí nào mà em không đáp ứng hết. Chưa, ba mình nói tiêu chí chọn bạn gái như thế nào? Dạ, tiêu chí chọn bạn gái của em thì thứ nhất là xinh thì ngoại hình thì xinh thì cô gái là cũng xinh hết trơn á, xinh theo từng gu của từng người thôi. Dạ, ấy là gu của em á, thì thường gu sao? Thì mặt thì có thể là V-line hoặc là đầy đặn. Mặt V-line. V-line hoặc đầy đặn á. Hả? V-line là kiểu chữ V á. Cầm hoặc chữ V. Mặt vậy hả? Mặt chữ V là mặt dài. Đúng rồi. Đầy đặn là chữ đằng này là oval á. Mặt chữ U á hả? Oval này nè. Tròn tròn, oval đó. Oval. Mặt như vậy phải gu không? Chưa biết. Trời ơi, hỏi gì cái mặt trụng vậy trời? Mặt này mà. Cái mặt này mặt tròn. Mặt này mặt chứ ô. Cái chỗ này nữa. Vậy đó hả? Rồi còn cái gì nữa không? Chiều cao thì từ 1m53 trở lên. Dương. Rồi thân hình cân đối. Cân được. Cân đối hả? Dạ. Cân nặng được không? Cân nặng thì vừa phải. Vừa phải. Rồi mặt thì ít mụn, rỗ. Người ta vậy thì ta phải nổi mụn không ơi? Đủ mấy người ta mới vậy thì ta phải có mụn nhiều rồi nó hết mụn chứ. Mấy người mà già đời vậy là không. Tiêu chí đưa mụn vô chi. Bỏ cái mụn qua bên đi, mụn dạ. Nó sẽ có rồi nó sẽ hết. Dạ.
không? Tiêu chí kiếm vợ mà không có mụn nữa. Đời nào có ai mà cả cuộc đời không lo mụn. Bữa nào nó bị gọi là dị ứng, nó nổi cho nó từa lưa luôn ấy. Không thích à? Bỏ à. Bỏ nổi mụn đi. Con tôi quá, con tôi mà ai mà có mụn. Nó đang xin lỗi kể chuyện riêng chứ. Bạn gái nó thích cái bạn đó lắm, mà bạn gái nó tự nhiên hôm đó bị mũi chích thế gì là nó nói bạn đó có mụn rồi nó hết thích luôn. Sao? Trời ơi trời. Con mụn nặng mụn. Để bỏ tiêu chí nặng mụn đi. Lắm em. Tiêu chí mụn vô nó nhỏ nhặt quá. Dạ. Nha. Da trắng. À trắng rồi được. Trắng. Gì nữa? Trắng á. Với lại là nếu mà có răng khểnh thì em nghĩ sẽ khá là đáng yêu. Bên đó là có răng niềng. Răng niềng. Ừ. Là vẫn đang niềng răng. Ừ. Khểnh đều được không? Khểnh một cái thôi. Một cái thôi hả? Dạ. Có mấy người khểnh đều cũng đẹp. Chứ bạn này là chị thấy là rất là chăm chút về răng miệng. Cho nên là dạ. Niềng răng để cho răng đẹp hơn. Còn tiêu chí dạ. Gì khó nữa không? À, về tính cách thì em cũng mong muốn bạn dễ gần, dễ tán. Dễ tán. Tức là dễ chấp nhận mình hơn. Kiểu như dễ cua đó. Dễ cua. Dạ. Dễ cua thì ví dụ như là là đúng rồi, chứ em đơn phương nữa thì mệt nữa, tới mới mỗi 11 là mệt à. Còn gì nữa không? À, bạn thì nếu mà bạn gặp mình gặp em mà cười thì em sẽ có ấn tượng và rất là thích. Dạ. Không lẽ gặp ta buồn. Không lẽ giờ tôi bỏ rào ra. Yên tâm sẽ cười. Chắc cười. Mấy cái chi tiết nhỏ bỏ qua bên đi. Cười dữ lắm. Ừ, cười tươi luôn. Tại vì ta niềng răng ta ít cười thôi. Dạ. Có niềng răng tháo niềng răng gấp đẹp tuyệt vời. Ừ. Dạ. Với là quan tâm em. Dạ. Em có quan tâm ta không? Dạ. Quan tâm em. Đương nhiên là phải quan tâm rồi. Ừ. Dạ. Với lại là nếu mà không có việc bận á, thì trả lời tin nhắn, có thể trả lời tin nhắn nhanh một xíu. À. Thì đúng rồi, tao không có bận gì hết thì nhắn tin tao trả lời liền. Thôi đi chú luật sư ơi, giờ tôi mới biết sao chú đơn phương 10 mối rồi đó. Chú dài quá. Tao tiêu chí gọn gọn rồi thôi. Rồi gọn gọn lại là xin với dễ tán á. Trời ơi, dễ tán luôn rồi. Dạ con chào chú Huyền Linh. Vậy thôi nha. Dạ. Xin có xin. Dễ tán tức là mình có khó trong tình yêu không? Dạ cũng hơi khó chứ. Hơi khó đúng không? Dạ. Dạ. Cũng hơi khó tán ạ. Mình hãy dùng kỹ năng của mình nha em, một chút nữa mình mở rào ra, mình dùng cái kỹ năng ăn nói một cách chuẩn xác của mình để mà mình cua người ta nghe không? Dạ. Nghi luôn này. Mỗi người một quá. Chúng nó chỉ có cãi thôi. Cãi thôi rồi. Bây giờ mình đi dai nè. Chịu là em cãi. Dạ, con đi với bạn. Bạn hả? Dạ. Em tưởng tượng là em cãi để em lấy tiền hả? Có ý kiến nào? Anh ngại tán em gì? Xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn nam phía bên này ạ. Thấy cũng ok. Về ngoại hình thì cũng ok ạ. Về tiêu chí thì có thể bớt rườm rà lại một xíu. Dài dòng quá. Bạn em thì rất là khá là hiền. Nếu mà kiểu tâm lý một tí xíu thì sẽ dễ tán. Còn không thôi thì hơi khó. Mong anh thành công. Tán hết trơn đó, đừng có lo lắng điều đó nha. Đàn luật sư, quan trọng là mình hợp nhau là mình dễ tán lắm. Nói với bạn gái đúng rồi đó. Ha. Em thấy bạn này sao? Về ngoại hình thì ok, tính cách thì em chưa biết. Em thấy thật thà. Đọc nó đi là cho vui, có duyên đó. Bớt rườm rà lại là ok. Bớt gì? Bớt rườm rà. Rườm rà. Gọn lại tí. Ta luật sư ta nói thế nào nó cũng phải đi tới nơi tới chốn. Nó là cái bệnh nghề nghiệp. Nãy giờ em chưa thấy tới nơi tới chốn luôn. Dạ, thế là tiêu chí nó như một cái biểu đồ vậy ha. Biểu đồ hành cây á. Ít tiêu chí thì có hai thôi, còn nhiều thì mình triển khai ra. Ví dụ được một hai cái thì cũng ok. Ừ. Dạ.
Dạ, okay. Em đưa ra nhiều tiêu chí để mà chương trình chọn lựa người bạn cho dễ, chọn lựa người bạn phù hợp với không, em. Chị thích, chị biết ai sao, dạ. Chị rất là thích, chi tiết rõ ràng vậy là chị thích. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp của em là anh Hồng. Một vợ hai con cho anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ và các khán giả trường quay. Mình là Nguyễn Tấn Hồng, đồng nghiệp với bạn Hiếu được khoảng tầm 4 năm rồi. Thì coi như cũng vào công ty thì quen với Hiếu từ lúc đó đến giờ luôn. Thì thực ra là mình thấy là cái tiêu chí của bạn nữ thì Hiếu là đáp ứng được cũng gần như là đủ. Cũng là một người trầm tính, cũng là một người phù hợp với công việc nghiên cứu và tư vấn. Tiêu chí thì bạn ấy chắc là trong chương trình này hồi hộp quá thôi, chứ mình thật ra thấy Hiếu cũng rất là hiền, trung thực và cũng là một người có chí cầu tiến trong công việc. Và mình thấy là quan hệ của mình đi tư vấn thì mình thấy nghề nghiệp của hai bạn là rất phù hợp với nhau. Một bên là nhân sự hành chính, một bên là luật sư thì cũng rất là hợp. Cái thứ hai nữa là cái khoảng cách, hai người đều ở cùng thành phố Thủ Đức và đó cũng là một cái lợi thế. Còn về mặt ngoại hình thì mình thấy cả hai đều rất là được. À, anh Quyền Linh có thấy vậy không? Đúng. Dạ. Yeah. Rồi, chúc hai bạn thành công. Anh chính nhân sự ta soi lắm đó nha. Không phải giỡn đâu nha. Tôi đã soi lắm chứ hành tính thì soi gì lắm á. Thôi, cho hai bạn gặp mặt đi nha. Mở ra. Dạ, nhân lần đầu gặp mặt anh cũng có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ. À, dạ. Thì, em còn một cái thiệp. Cái này là cũng là một bài hát. Dạ. Anh có muốn em hát cho anh nghe luôn không ạ? Thì em cũng hơi run nên hát thì không có được hay như anh. Có gì anh nghe xong. Hôm nay em mặc một chiếc vest đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc studio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé, em sẽ bước đến bên anh và nó. Đấy. Chị em đúng không? Dạ. Mà tới cho bà Hiếu hát. Mình xin tặng mọi người bạn. Dạ, dạ. Giờ hát nguyên tặng mọi người bạn. Dạ. Mùa đông sang giá buốt, những cơn mưa vẫn tuôn. Cầm bàn tay hôn lên đôi bờ môi, nhẹ nhàng xua tan giá lạnh. Mang trong tim tình yêu anh sẽ trao em ơi người ơi. Baby I want say I love you. Dành cho em tất cả những điều thật lớn lao. Ngọt ngào xin em hãy bình yên và hạnh phúc khi có anh. Dẫu biết đường đời nhiều gian khó, nắm tay ta chung nhịp bước đi. Dù ngày mai ra sao, mãi yêu mình em. Người ơi xin chớ u sầu, tình chúng ta sẽ không phai màu. Hãy để anh luôn là người đem đến em bao nụ cười. Vì khi em vui là lúc anh cũng không buồn đau. Em là cuộc đời, là cả thế giới của anh. Và sâu trong trái tim này, ngàn tiếng yêu vẫn luôn dâng đầy. Dành chào cho em ơi người, dẫu cho thế gian đổi rời. Just only for you, and I miss you baby. Sẽ yêu mãi mình em mà thôi.
nhau nào. Quay mặt về nhau. Em chào anh Hiếu ạ. Dạ. À, em sinh năm bao nhiêu ạ? Dạ em sinh năm 97 ạ. Còn 7. Dạ. Em đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Thủ Đức. Là hồi nãy lúc nãy em có nghe nói là anh làm ở phường Bình Chiểu đúng không ạ? Phường Hiệp Bình Phước. Hiệp Bình Phước. À, em làm phường nào? Em làm ở phường Bình Chiểu nhưng mà em sống ở phường Hiệp Bình Phước. À. Không biết em có tiện nói cái địa chỉ, cái đường. À, lát nữa thì em sẽ cho anh địa chỉ luôn. Cái bài hát này là bài gì đấy? Dạ bài này là bài Cầu Hôn của Văn Mai Hương ạ. Cầu Hôn của Văn Mai Hương. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái này là bài hát của Nam hát đúng không? Ui, vô nó thì tình yêu nó bài hát. Vô. Tình yêu mình thôi gái đi. Yeah. Bây giờ hẹn hò sau nè. Gặp ít lần. Ngồi phân tích bài hát tới sáng luôn à. Ủa dữ lắm rồi. Vô em. Vô này luôn. Tỉnh táo nè em. Bây giờ sao hai đứa bạn nhau chuyện hẹn hò đi. À nãy bạn rồi ạ. À, công việc của em là làm giờ hành chính à? Dạ em làm về nhân sự ạ. Đấy là làm giờ hành chính à? Làm, dạ đúng rồi em làm giờ hành chính ạ. Dạ thì trong buổi tối thì em thường rảnh không hay là có việc? Dạ thường thì buổi tối em cũng có thời gian cũng rảnh ạ. Dạ. Công việc của anh cũng làm giờ hành chính đúng không ạ? Anh có hay tăng ca không ạ? Công ty mình thì ít tăng ca. Thường thì buổi tối anh làm gì? Buổi tối thì anh xem phim, chơi game. Anh có nghiện chơi game không? Không. Không. Thì lúc nào anh lâu lâu mới chơi thôi. Đừng có